Đang đồ chiêu cuối tung ra hất ngược đối phương về. Nhưng đây hất tung thành công, Luna bị chém với chiêu cuối của Ren. Anh ta vẫn còn sống. Hất ngược đồng đội, hất ngược con Rakan của đối phương về và để cho ta trừng phạt thẳng vào người Luna. Và sau đó là siêu bom địa ngục được giáng thẳng vào đầu của đồ. Isaac đang đứng ở trên một con mắt từ bên phía kia, vòng ở phía bên sau đội hình, chọn được ai không đầy thả cả một người. Nhưng đó là Garen. Không, đó là Zack quay tay trong tay của Zeki. Anh ta đang cố gắng ứng đồng hồ ngưng động của mình và thoát về, nhưng chú cá trong tay Isaac không buông tha cho ta, vẫn thiếu một chút sát thương. Và cú kiếm, cắm kiếm thẳng vào đầu của Maru dứt điểm thành công Isaac. Đó là một cú thả cá. Sẽ là đánh nhau ở xoay quanh xung hang rồng. Rồng còn một tí máu mà thôi. Đỏ trừng phạt. Người thành công là đồ và trừng phạt rất tốt vừa rồi. Lao vào hang rồng, đó là chú bò mang tên Salem. Một cú cắn cá cực kỳ đau vào chiêu cuối lần này. Cùng với cú lăn bụng Kurate là quá hay. Cho rồi đã cố gắng núp ở trong cái bọc khỏi của mình. Nhưng có ba người đứng xung quanh anh ta cố gắng tốt. Một pha đâm thốn đến tận rốn của Isaac. Đây là pha lao lên đến từ chú bò. Ai tay của Salem vẫn chưa bắt được ai cả. Ấn đồng hồ khá tốt ở đây, phản công ngược trở lại. Bốn người là có găm kiếm thành công, nhưng Maru đang bị đối phương quầy và ta đã phải nằm xuống kích hoạt thành công đại thử thách. Đồ giúp cho đồng đội mình hồi phòng hồi máu được. Ấn đồng hồ ngưng động, hất ngược đối phương ra. Salem làm rất tốt nhiệm vụ của ta, trong khi đó bên phía bên kia cuối cùng thì nó cũng đã dứt điểm thành công Isaac. Nhưng sau đó tốc biến lên là đồ không dứt điểm thành công đối phương. Nhưng quá nhanh, rất nhiều thứ ở trong bụi đang chờ đợi chú bò Salem. Anh ta bị vây bắt bởi 5 người. Anh ta chết cực kỳ trâu sau khi bật lên. Bức quốc của mình quay ngược trở lại trả đạp. Hai phát mũi tên xuyên phá và hủy diệt hoàn toàn Zeki cùng với lại Maru trong tình huống này. Thêm cái thả cá chính xác của Arobat. Vâng, với kinh nghiệm của một người hay fit dành cho cái chú cá này, anh Việt thậm chí là có đến tận hai cái áo choàng bóng tối nếu như tôi nhìn không nhầm. Để không, một cái áo choàng bóng tối, một cái dây chuyền chữ thập khoan đã. Đây là pha đánh ngược trở ra đến từ Africa Freak. Pha vùng vẫy trong vô vọng mà thôi. Họ dứt điểm được bất kỳ ai không đây. Họ hạ cũng thành công Isaac. Nhưng Isaac không phải là vấn đề. Luna vẫn còn sống và đang tỉa từng người một hàng sau. Trận đấu chấm dứt. Nhà chính đã nổ. Và Africa Isaac anh ta đang Akali tìm mồi. Mục tiêu anh chọn là Acrobat bên phía bên kia. Combo đã được tung ra bởi đó là Isaac. Ui. Acrobat đang vùng vẫy. Xoáy cầu vị trí của Isaac. Quá rất đẹp. Nhưng anh ta đã bông hời bên phía bên này thì bị hất tung ra ba người của Royster White. Và đội hình của Africa Fix bắt đầu dồn lên. Nhưng trả sát thương là cực kỳ mạnh mẽ từ Luna phía sau. Và Maru đã bốc hơi với con Garen của mình phía bên này. Thì Isaac anh ta lùi về. Câu chạy rồi là anh ta không chạy được. Zeki đã có được màn hạ gục. Và sau đó tiếp tục là Luna dồn lên bắn ở vị trí của Zeki. Có rất nhiều sát ở trên người anh ta. Nhưng Zeki vẫn có thể thoát được với cái tốc biến của mình. Ở đó là đồ. Ba người khác của Royster White đang đóng vai trò cản chân. Trong khi đó thì Isaac đang đứng ở một cái góc khác để có thể trình trập. Siêu hùng giáng thể được sử dụng, nhưng đồ đã an thành công rồng. Và Royster White bắt đầu quay trở ngược lại đầu giao tranh. Maru không vững như anh ta nghĩ. Anh ta lên bảng điểm số. Joyner bị kiệt sức và ta không làm được gì ở trong pha giao tranh này. Luna vẫn còn sống. Anh ta đã dâng lên cùng với những người đồng đội của mình lấy đi những điểm hạ gục. Và điểm hạ gục tiếp theo. Thời gian không có đủ điều kiện nên anh ta có thể suy nghĩ lâu và tung ra những pha xoáy cầu của mình một lần nữa. Anh ta bị nhắm tới. Lần này anh ta có đồng hồ ngưng động bị hất về. Dường như là Arobat không được chơi trong chơi game trong bảng thi đấu này. Sau đó ta tiếp tục bị con Z chiêu cuối thẳng vào mặt của mình. Và ta cuối cùng đã nằm thêm một lần nữa, nằm thứ 3 ở trong ván thi đấu này. Orianna của Robot còn nguyên chiêu cuối. Thương của mình là phi tiêu sắc lẹm. Và khoan đã, đây là tình huống tốc biển lên, bắn thẳng chiêu cuối cực kỳ quyết đáng đến từ xạ thủ Luna. Hất ngược đối phương về, đó là chú bò trong tay của Salem. Quay ngược trở lại để làm gì đây? Để làm gì? Chắc chắn là tự sát rồi. Và thêm một người nữa của anh kia. Một trận đấu mà một bên là bố, một bên là con. Tiếp tục lao vào đến từ Isaac. Không xoáy được bất kỳ con nào của bây giờ luôn nha. Mất đi luôn cả đầu hộp cát, sau đó ráng đến mức mất đi luôn tóc biển của mình ở trong pha thi đấu này. Và Royster White tiếp tục tràn lên. Mặc dù đã mất đi Isaac, nhưng họ vẫn còn bốn người. Họ vẫn còn một con ô tô ở phía sau và có thêm cả một con thiên vương trùy nữa. Joyner không làm được gì cả. Nhà chính nổ 2-0 dành cho Royster White vô cùng gọn. Live fanpage Liên minh Hình thái Thúc Chiến eSports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Thúc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon Series.